Tiền hả? Con muốn tiền hả? Ừ. Muốn tiền làm gì? Xếp. Xếp hả? À. Con thích tiền hả? À. Thích không? À. Nhiều không? À. Thiệt không? À. Chắc không? À. Con thích lấy tiền hả? À. Phải không? Nhiều không? Thích nhiều không? Thiên Hà thích tiền hả? Yeah. Thích tiền làm gì? Thích tiền làm gì? Hả? Thích tiền làm gì Du? Ai chỉ con vậy? Ai chỉ con nói vậy? Không biết. Hả? Không biết. Tự con hả? Tự con nói hả? Tự con nói hả? Phải không? À. Tiền hả? Con muốn tiền hả? Con thích tiền không? Thích không? Nhiều không? Thích tiền nhiều lắm hả? Chắc không? Bỏ vô bóp hả? Bỏ bóp cho có tiền nhiều hả? Phải không? Phải không? Con mấy tuổi rồi? Thiên Hà mấy tuổi? Thiên Hà muốn tiền phải không? Muốn không? Muốn bao nhiêu? Muốn bà nhập, muốn bà đưa bao nhiêu? Mò. Hả? Mò. Mò hả? Nhiều càng tốt hả? Phải không? Chắc không? Chắc. Thiệt luôn á hả? Ờ. Ờ. Tiền hả? À. Cần tiền không? Thiên Hà cần tiền không? Cần. Cần không? Cần nhiều lắm hả? À. Để mua đồ hả? Phải không? À. Dạ. À. Tiền đâu hả? À. Tiền đâu? Cái gì? Tiền đâu, tiền đâu hả? À. Cần tiền hả? À. Cái gì? Cao. Hả? Cao. Thiên Hà. Cao à. Đau hả? Hả? Đùa. Tiền đâu hả? Thiên Hà muốn tiền không? Thiên Hà muốn tiền không? Muốn không? Không. Cần tiền không? Nè, bà hỏi Thiên Hà có cần tiền không? Cần. Cần hả? Nhiều không? Nhiều hả? 100. 100 hả? 100 đô hả? 100 đô. Phải không? Phải. Làm gì 100 đô dữ vậy Du? Mua gì? Mua gì? Mua gì 100 đô dữ vậy? Hả? Cần bao nhiêu tiền? 100 hả? Phải không? Nhận đâu? Đây nè.